tháng mình phải xuống được bao nhiêu ký đó, thì xuống được 10 ký nha. Đúng 2 tháng thì trong tháng đó em có quay rất nhiều game nữa, thì xuống được 12 ký luôn quý vị. Thì tới chủ nhật tầm tuần rồi đó là xuất chủ nhật tuần rồi thì phải, dạ, tới thứ hai là nhập viện. Cho nên là quý vị nếu mà mình muốn mà giảm cân đó mà hiệu quả thì quý vị phải tập thể dục, chứ đừng có lạm dụng thuốc giảm cân giống như em để xuống nhanh rồi cái bắt đầu nhập viện. Bắt đầu nhập viện bên sau quý vị pháp không ra bệnh mà phải ăn lại bù từ từ, nó bớt từ từ. Cho nên là quý vị hỏi em sao uống nhanh, uống nhanh đó là do uống thuốc giảm cân, rồi giảm cân xong bệnh. Mà cái đau lớn nhất nữa khi mà mình giảm cân được rồi thì ba chị không thuộc về mình. Sao giảm cân là bác sĩ đi đâu có nghĩa là do là khi mà giảm cân đó, những cái tác dụng phụ của thuốc đó làm cho mình ảnh hưởng rất là nhiều về sức khỏe. Cho nên quý vị ơi, nếu mà quý vị mà cần giảm cân đó, quý vị cũng đừng cố gắng bằng mọi giá, hãy cố gắng tập thể dục, cái chế độ ăn khoa học hơn là hiệu quả nhất. Đừng có uống thuốc giảm cân, và đừng uống thuốc giảm cân là thứ nhất. Thứ hai nữa, quý vị muốn uống thì cũng được, nhưng mà hãy đi khám bác sĩ và theo chỉ định của bác sĩ quý vị nha. Và sau khi mà lừa ra phát bệnh xong thì bác sĩ vẫn cho uống, nhưng mà cái loại đó là theo chỉ định của bác sĩ với sức khỏe của mình. Cho nên quý vị nhớ nha. Và nếu mà quý vị có muốn giảm cân thì em sẽ chỉ nhắc nhẹ như thế thôi, tại vì em vừa trải qua một cái giai đoạn rất là khủng khiếp. Mà quý vị biết là đi khám tổng cộng là 4 ngày đi 3 cái bệnh viện mà không biết mình bị cái gì. Rồi sau đó mới biết là tác dụng phụ của thuốc giảm cân nó hành mình là lên bờ xuống ruộng, rồi nó rất là cực, rất là cực. Mà quan trọng nhất là mình không có vui vẻ gì trong cái quá trình đó hết. Dạ. Cho nên là mà đặc biệt là tưởng là chị Huyền chơi nhảy không đủ chị. Dạ. Chứ đi thắp mình mà không ra, cái bây giờ có mình bả trong này hả? Bả hay tiếp xúc với bộ nhảy lắm, ai biết được. Có không? Em lại quý vị còn ai chi không dạ? Bả hay nói luôn quý vị nha, chị lại em. Chị lại em đừng có nói là chị cho nha tiền góp. Có nhiều người ta hỏi thiệt. Thiệt quý vị. Tại vì mọi người biết không, nhiều người ta đang giỡn cho mình có một cái danh xưng đó để mà để mà không, cái vụ cho chơi là có mà. Sao này lại bên cái cãi quá hả? Đây là giữa bàn dân thiên hạ qua đó. Không có, chị nói như nè. Chị Trinh Giao Lan nói chuyện nên mới Linh Thiên gọi liền cho bà đi. Thôi không, cái biết sao không. Bà nói là chị ơi, chị phải đích xứng với chị Huyền không? Phải, em với mẹ em chuẩn bị xuống từ đồng nai tốt cầu tôn nghiệp ta lộn. Vậy là cũng có quý vị nha. Mà ta mượn lợi mà ta nhiệt tình như thế, từ đồng nai xuống hỏi thăm trước. Thấy gì ta, ta hỏi có là không, tại vì trên cái trang cá nhân của Quyền sẽ có cái số điện thoại đó. Dạ. Thì người ta mới gọi điện thoại trực tiếp cho Quyền ở đó, thì cái tự nhiên ta xuống. Trời ơi, có nhiều người ta gọi lắm em. Ta hỏi là có không, ta hỏi là thiệt đó. Nó xạo để sạc liền không? Em thề đó, em thề luôn. Cái chuyện mình cho vay thì mình quen mới cho vay được, cái đó là đương nhiên rồi. Không, quý vị mình có muốn á thì qua bên SE bên ẩm ẩm nè là có. Dạ, cho vay thì thiệt nha. Bên đây là có thiệt. Cái này là cho vay thiệt. Còn nó đòi là cũng là nó luôn đó. Không, mà cái này chia sẻ thiệt là hồi đợt dịch mà bị phong tỏa. Dạ. Là thực sự là có một chị khán giả của làng luôn, thì không biết chị có đang coi hay không. Thì chị là bị kẹt ở trong cái vụ phong tỏa đó, chị không có đi đóng tiền lời được. Không có đi đóng tiền hàng tháng á, trả góp. Đúng rồi. Được liên hệ em. Dạ. Liên hệ em nhờ em đóng giùm, mà em đâu có biết gì đâu mà đóng giùm, cho nên là em nói chung là em cũng phải đi chạy ở trong công ty để hỏi thông tin này nọ. Yeah. Cũng giúp luôn ha, cũng giúp luôn là chị đó, chị chuyển tiền cho em luôn. Dạ. Nhưng mà quý vị biết sao, ẩm ẩm làm em thiệt, nhưng mà là khâu nhân sự chứ không phải là nhờ khâu cho dây. Quý vị, người ta cũng có nhiều khâu lắm, còn chị Quyền là chỉ cho dây thiệt, mà chỉ cho BD dây thôi. Còn người bình thường là ngân hàng đi mấy má, chứ còn bà không có đủ khả năng cho dây đâu. Bây giờ em dám nói một câu không, chị cho em bự, chị có lấy lời em không mà cho vay em nói câu thôi. Không, cái đó chị cho bự chứ, chị nói cho dây cho em đâu dây chị đâu, đúng không? Bà nói cho dây tôi đâu vậy, cho dây bà tôi cho ngân hàng đắt lời nhẹ hơn. Bà có lãi 25 lần ai anh lời cho bà, đúng không? Có bài phục lắm lời, chắc là lãi 25. Có gì dây ngân hàng khỏe hơn, khả năng tôi dây ngân hàng được mà tôi có nhà cửa tôi phải chấp được mắc kiệt của dây bà. Đúng không? Từ cái tôi mượn đó, bây giờ này hỏi sao tôi đeo dây là sao cho má. Kỳ, su, nha, yeah. Được, su, rồi xui. Bây giờ ví dụ cho dây không có chứng minh được, ví dụ dây không có thì được không? Hấp chứ ngã thương chùa qua chị. Không có, trời ơi trời. Thề luôn. Chị biết ai chơi em rồi. Ai vậy? Trương Văn Nhiều. Mãi nó đủ duyên quá. Mãi nó đọc với cha tôi nữa lắm rồi. Rồi quý vị ơi, nói chơi vui thôi. Chứ thật sự ra chủ yếu bệnh của lộ đơn giản thôi là do giảm cân. Cho nên quý vị nếu muốn giảm cân, hãy giảm cân một cách khoa học nhất, hay là chế độ ăn điều độ, tập thể dục là ok. Em hứa chị sẽ giảm luôn quý vị nha. Sau 7 giờ tối không ăn nữa là ok. Còn tụi em là bất chấp lắm, cho nên lương là hết ga thấy dễ thương không? Đó. Và giờ sao
nếu mà mọi người không có ốm được thì mua thịt bụng giống em cũng ốm à. Ốm. Người đàn bà 44 tuổi nói chuyện nữa. Ví dụ em thấy quý vị nghe là quý vị hỏi tại sao ở dưới đó là dán la kim Quyền đẹp quá. Dạ, Quyền là ví dụ như mình cứ cho quý vị nha, hát xong có độ nhậu cái mình nhậu tới ba quý vị sáng dậy có mình ngủ. Đó cái chuyện này dán đẹp đi. Rất đẹp. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Hay quá, bởi chụp hình hay đó, thôi đổi liên tục luôn à. Có nhiều thì Quyền, giờ còn mỗi thì Quyền đó mọi người. Rồi, xấu xấu vậy. Mấy chị ra ta, chị ra ta, chị ra. Thịnh chết chết thịnh chết thịnh chết thịnh chết thịnh mày cầm nha. Thịnh chết chết thịnh chết thịnh chết thịnh chết thịnh. Còn yêu cưng mẹ cha. Ơi, chụp tay mẹ buồn. Chắc lấy tức khó tầng nghe. Tặng xong còn tờ mẫu luôn ghi nhớ. Công an bước nhà mẹ hiền. Trớt tức khó tầng nhà tức. Số 47 đã có chuyện như may mắn chúc được phong loại cuối cùng của tối ngày